Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đam mê Xanh để tiếp tục chia sẻ những cái đam mê về việc trồng cây, trồng hoa. Đặc biệt trong thời gian này là những cái vấn đề xoay quanh cây dâu tây. Như chúng ta biết, thời điểm này là cái thời điểm cây dâu tây có rất nhiều quả và cũng là cái thời điểm giao mùa giữa mùa xuân và có những cái nắng nóng chuẩn bị bước sang mùa hè. Cho nên cái việc mà làm siro dâu tây để chuẩn bị cho những ngày nắng nóng cũng như là một cái thức uống giải khát rất là lành mạnh, rất là ngon, rất là lạ, thú vị là một cái điều hết sức cần thiết và bổ ích. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ về cách làm siro dâu tây nhé. Trước hết là chúng ta lựa chọn những cái quả dâu tây. Nếu như các bạn mua thì chắc chắn là chúng ta sẽ chọn những cái quả to đẹp rồi. Còn những bạn có vườn ấy, thì cũng không nhất thiết là những quả to đẹp, nhưng cũng yêu cầu là nó không được dập hỏng. Có thể là nhỏ nhưng mà không dập hỏng và phải chín kỹ một chút. Những cái quả chín thì cái nước nó sẽ thơm hơn và nó đỏ hơn, nó đỏ đẹp hơn. Bước đầu tiên là chúng ta rửa sạch cái quả dâu tây. Trong cái bước này thì cũng có nhiều bạn làm khác nhau. Có bạn thì rửa cả cuống, có bạn thì cắt cuống rồi mới rửa. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái quả dâu tây ở trong vườn ấy, thì mình kiểm soát được các vấn đề, mình có thể rửa cả cuống, sau đó mình mới cắt để nó không bị ngấm nước, nó đỡ nhạt. Nó tốt hơn là chúng ta cắt cuống rồi chúng ta mới rửa. Và để yên tâm hơn thì chúng ta rửa nhiều lần cho nó sạch, sau đó chúng ta có thể ngâm với một chút muối cho nó dễ rửa hơn. Nó dễ sạch hơn các cái bụi bặm bám trong quả dâu tây. Ở đây là có mấy ngày mưa cho nên là mình cũng chọn được những cái quả dâu tây khá là to. Chín thì cũng không được đều lắm bởi vì có những cái quả chín thì nó rất là dễ hỏng. Chúng ta sẽ vớt dâu tây ra để cho ráo nước. Rồi cắt cuống. Đấy, sau khi vớt dâu tây để ráo nước, chúng ta sẽ tiến hành cắt sạch cái cuống, cũng như là nếu phát hiện chỗ nào sâu hoặc dập thì chúng ta cũng cắt sạch luôn. Mình thì cứ làm lần lượt, mình sẽ cắt cuống hết rồi mình mới bắt đầu cắt thành từng miếng nhỏ để khi chúng ta xên ấy, nó dễ. Khi những quả dâu tây bình thường đã rất là đẹp rồi mà chúng ta cắt sạch sẽ đi nhìn nó càng hấp dẫn. Đấy, nhìn rất là ngon. Ở đây khối lượng của mình là 1 kg dâu nhé các bạn. Mình sẽ làm với 1 kg dâu đó. Nhưng mà bổ ra thì chúng ta lại thấy được rất là nhiều và rất là đẹp. Sau khi đã hoàn thành cái việc cắt quả dâu ra rồi thì chúng ta sẽ xên dâu. Lúc này thì mỗi người cũng làm mỗi cách khác nhau. Có người thì ngâm cái đường rồi sau đó mới xên. Còn có người thì xên rồi sau đó lại lọc sạch sẽ rồi lại mới nấu cái đường. Mình cũng đã làm thử hai cách rồi, nhưng mà mình thấy cách mà xên dâu xong sau đó lọc thì thấy nó có vẻ thơm hơn mà nó tiện hơn. Nếu mình có muốn để một chút dùng riêng không đường thì nó cũng sẽ rất là tiện, bởi vì là mình lọc xong thì mình có thể để lại sau đó mới bỏ đường. Lúc đầu mới đổ vào ấy, các bạn sẽ thấy là cái màu quả dâu rất là đẹp, rất là đỏ. Sau khi nó sôi lên một lúc thì chúng ta sẽ cho vào khoảng 1/2 lít nước. Chúng ta cho vào 1/2 lít nước và tiếp tục nấu để cho nó sôi lên. Và khi cái sắc quả dâu ấy, nó chuyển sang màu trắng là cái nước của nó đã ra ở trong cái nồi này rồi thì chúng ta sẽ vớt sát quả dâu ra rồi chúng ta lọc. Cái này là lửa hơi to, các bạn có thể giảm đi nhé.
cần phải đảo nhiều, không phải cần để rửa to, vì nó như thế nó cảm giác là nó nhiều bọt. Còn cái bọt này thì cũng không được gì, nó chỉ lên một lúc thôi là nó sẽ tự hết. Đấy, bây giờ chúng ta đã thấy những cái quả dâu cái màu nó đã nhạt ra, còn không còn đỏ nữa. Tiếp nữa chúng ta sẽ lọc được một cái lượng nước rất là đẹp, rất là đỏ. Sau khi là thấy những cái miếng quả dâu ấy, nó đã hết màu rồi, nó trắng ra rồi, thì chúng ta sẽ tắt bếp và để cho cái nước nó nguội. Sau đó chúng ta sẽ vớt cái xác quả dâu ra và chúng ta tiến hành lọc. Đây, bây giờ những cái miếng dâu này chúng ta vớt ra, chúng ta bỏ đi thôi. Đó, có thể là nhiều bạn sẽ nấu kỹ hơn một chút nữa, để thêm một lúc nữa. Nhưng mà ở đây thì mình thấy như thế là được rồi. Ở trong cái nồi các bạn có thể là nhìn không rõ, nhưng mà tí nữa chúng ta bỏ ra một cái dụng cụ khác thì chúng ta sẽ thấy cái màu nước của nó rất là đẹp. Đấy, xong chúng ta lại phải chờ cho nó nguội, để sau đó chúng ta lọc ra cái nước. Ở trong cái nồi này ấy, nó sẽ có hạt dâu này, nó sẽ có cái thịt quả dâu này, nó nát ra. Chúng ta lọc đi thì cảm giác nó uống nó dễ hơn, nó ngon hơn. Đó, mình lọc qua cái dây. Chúng ta đã vớt rồi thì chúng ta lọc cũng rất là nhanh đó. Đó, bây giờ là chúng ta là được một cái lượng nước rất là đẹp. Đây là nước này là chưa có đường nhá. Nếu mà bạn nào thử thì sẽ thấy rất là chua. Và sau khi có nước rồi, chúng ta lại bắc trở lại cái bếp để chúng ta bỏ đường. Làm như thế này là nó lâu hơn cái cách mà chúng ta ngâm đường sau đó chúng ta xên, nhưng mà mình thấy nó an toàn hơn và nó thơm hơn, và mình thích làm cái kiểu như thế này. Đấy, chúng ta lại để nước nó nóng lên rồi sau đó chúng ta bỏ đường. Các bạn bỏ đường nào cũng được, nhưng mà theo mình thì nên dùng đường phèn thì nó sẽ tốt hơn, nó ngọt thanh hơn. 1 kg dâu thì mình cho nửa kg đường phèn. Một gói này là một nửa kg. Đấy, chúng ta bỏ vào cái đường phèn này thì nó lâu tan hơn một chút. Chúng ta để bếp nóng lên và đảo đều thì một lúc sau nó sẽ tan. Chúng ta đảo đều tay cho đường phèn tan. Sau khi đường tan xong thì chúng ta để nguội. Và đây là thành phẩm. Đó, các bạn thấy nó rất là đẹp, một cái màu rất là bắt mắt. Và bây giờ là chúng ta có thể chọn cách thưởng thức. Cũng tùy theo cái sở thích của từng bạn mà chúng ta có cái tỷ lệ pha khác nhau. Nhưng mà ở đây mình thấy là nếu mà các bạn pha đặc quá thì cảm thấy nó rất là ngọt. Còn nếu mà chúng ta pha vừa đủ thì nó có cái vị chua chua ngọt ngọt, rất là hay, rất là thú vị. Đi thơm còn đây. Đây là một cốc nước đá, mình bỏ hơn 1 ly siro. 1 ly là vừa ngon, nó sẽ có vị ngọt, có vị chua, cảm thấy rất là vừa phải. Nếu mà các bạn thích ngọt hơn thì các bạn có thể là cho nhiều hơn, 2 ly chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy như thế này là vừa phải. Các bạn càng cho ít thì cái vị chua của nó thì lại càng nhiều hơn, thì uống sẽ cảm giác rất là ngon. Trong những cái ngày sắp tới đây, nó có thể là oi nóng, có một cái cốc nước như thế này thì rất là thú vị và ấn tượng. Chúc các bạn thành công nhé!